hậu vệ Nero nhập Pháp 80 ngày tiêm mũi 3. Chào anh chị và các bạn. 80 ngày tuổi nha. Đàn 11 con, có 1 con được rồi. 10 cái. Đây tiêm vaccine. Đây nè. Đây vaccine. Chín mười ký đủ sức khỏe đi về nhà máy nha anh chị. Đeo rồi về đây rồi anh chị. Đã tiêm mũi 3. À bữa nay ngày mai. Hả? Ngày 5 tháng 7. Tiêm mũi 3 cho đàn hậu vệ của Nero 80 ngày tuổi. Thể trạng để về nhà mới. Sẵn tiện đây mình đang tìm nhà mới cho các bé luôn nha.
Đây. Các bé 9-10 kg. Đàn này 11 con nha anh em. Mười con cái chỉ có một con đực thôi. Đỏ trái đẹp lắm anh em ơi. Thích hợp cho anh em làm con giống nuôi sinh sản nha. Anh chị đàn này thần kinh căng, coi nhà giữ vườn là cũng quá tốt luôn. Anh chị có nhu cầu gọi cho mình nha. Giá cả rất hợp lý luôn. Phá bơi ca. Anh chị ơi đẹp lắm anh chị ơi. Anh chị có nhu cầu gọi nha, gọi nhanh tay gọi nha. Đàn này có cầu hết 3 con rồi. Cảm ơn anh chị đã xem tin. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị nào mua một cặp thì có khuyến mãi nha. Giá rất hợp lý mà một cặp thì giảm mà miễn phí ship luôn. Rồi chào anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem tin, cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị xem video nhớ like chia sẻ cho mọi người cùng xem, nhớ cho nhỏ like luôn. Cảm ơn anh chị rất nhiều.